Tiêu điểm quốc tế ngày 26 tháng 6 Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm binh sĩ chiến đấu ở Ukraine Cục đổi loạn Wagner 24 giờ dung chuyển nước Nga Tổng thống Putin đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc Nhưng sóng gió khác sẽ tràn vào nước Nga Tương lai nào cho Putin và Wagner sau cuộc binh biến Đà tăng của giá dầu bốc hơi sau cuộc nổi loạn Wagner và những lo ngại về các diễn biến gần đây ở Moscow. Quý vị đang theo dõi bản tin tiêu điểm quốc tế ngày 26 tháng 6 của DKN. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm nay 26 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm quân đội Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cả bộ và phương tiện truyền thông nhà nước đều không cho biết chuyến thăm diễn ra khi nào. Bộ Quốc phòng cho biết, ông Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy tiền tuyến của một trong những nhóm quân phía Tây trong chiến dịch quân sự đặc biệt, thuật ngữ mà Tổng thống Vladimir Putin sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc nổi loạn Wagner, 24 giờ dung chuyển nước Nga Thưa quý vị, vào thứ Năm tuần trước, trong một video ông trùm lính đánh thuê wagner yakani prekozin đã nói về chủ đề mà ông yêu thích sự kém cỏi và phù phiếm của bộ trưởng quốc phòng nga sergei suku ngồi trước lá cờ wagner ông mô tả kẻ thù cay đắng của mình là một tay không ra gì prekozin nói với sự tức giận gọi suku là nhà tài phiệt chưa bao giờ cầm vũ khí trong đời prekozin nói thêm rằng bộ quốc phòng đã lừa tổng thống putin trong cuộc xâm lược toàn diện vào ukraine vào năm ngoái Quyết định này không liên quan gì đến phi hạt nhân hóa hay phi quân sự hóa hay một cuộc tấn công sắp xảy ra của NATO vào Nga. Những lý do chính thức của cuộc chiến. Ông Phan năng, tất cả là do mong muốn của Shoigu về huy chương anh hùng của nước Nga. Những lời chỉ trích trực tuyến của Prigozhin chống lại các nhà lãnh đạo quân sự của Nga đã diễn ra trong nhiều tháng và thường xuyên. Trước đó, ông đã cáo buộc Shoigu và Tổng tư lệnh Valery Sarasimov tức đoạt đạn dược của quân Wagner hy sinh binh lính Nga trong các nhiệm vụ thảm khốc và chiếm miền đông Ukraine để cướp bóc. Mối thù leo thang nghiêm trọng vào ngày 10 tháng 6, khi ông Shoigu thông báo rằng lính Wagner sẽ phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Như vậy, trên thực tế, Wagner sẽ không còn tồn tại. Putin dường như tán thành đề xuất này. Prigozhin từng là đồng minh đáng tin cậy của Putin, đang ở một ngã rẽ cá nhân. Ông có thể chấp nhận quyết định của Điện Kremlin, hoặc ông có thể sẽ chống trả. Câu trả lời đến vào tối thứ sáu khi ông đăng trên kênh Telegram của mình một video. Video cho thấy hậu quả rõ ràng của một cuộc tấn công bằng tên lửa ở một trại Wagner phủ đầy lá cây trong khu rừng bị xé toạc. Địa điểm này được cho là ở một nơi nào đó tại vùng Donbass bị chiếm đóng. Prigozhin tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện vụ tấn công gây ra nhiều nạn nhân thương vong. Có ý kiến cho rằng video dường như có sự giàn dựng tuy nhiên giờ đây ông đã có lý do để khởi động phần tiếp theo của một kế hoạch khác thường và táo bạo. quân Wagner chuẩn bị tràn vào nga. trên New York Times, Prigozhin đã dự tính về cuộc binh biến trong một thời gian. các cơ quan tình báo mỹ đã nhận được dấu hiệu của một âm mưu nghiêm trọng. các quan chức tình báo đã thông báo cho một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo quốc hội ở Washington vào thứ năm tuần trước. mối quan tâm, điều gì có thể xảy ra với kho vũ khí hạt nhân của nga nếu nó rơi vào tay kẻ xấu? Ngược lại, Moscow dường như mù mờ về ý định của Prigozhin. Vào tối thứ Sáu, một đoàn xe bọc thép với binh lính Wagner đã rời khỏi Ukraine. Họ băng qua biên giới quốc tế và lặng lẽ tiến tới Rostov-on-Don, thành phố có hơn một triệu dân và là trung tâm hậu cần bận rộn của cuộc chiến Ukraine. Người dân thức dậy vào sáng thứ Bảy và phát hiện ra họ có những vị thống lĩnh mới. Prigozhin bước vào tòa nhà thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận phía nam của Nga và tự nhận mình là ông chủ mới của cơ sở này. Lính đánh thuê của ông tuần tra trên đường phố, những người dân địa phương tò mò xuất hiện để xem chuyện gì đang xảy ra. Tâm trạng ở đây dường như thật bình tĩnh, mọi người chụp ảnh bản thân với một chiếc xe tăng, một người phụ nữ đưa chai nước cho một lính Wagner trong chiếc mặt nạ Balaklava trùm kín đầu. Ngay cả những nhân vật cấp cao trong quân đội cũng có vẻ hài lòng khi được gặp Prigozhin. Ông trò chuyện với Thứ trưởng Quốc phòng Janusz Bek Yakurov, và Phó Tổng thống mưu trưởng Valery Arseyev. Ông yêu cầu loại bỏ Shoigu và Gerasimov và nói thêm rằng nếu mong muốn của ông không được đáp ứng, ông sẽ dẫn đội quân nhỏ của mình đến cổng thành Moscow. Những diễn biến bất ngờ này đã khiến Điện Kremlin choáng váng. Đây là thách thức lớn nhất đối với quyền lực của Putin kể từ khi ông trở thành Tổng thống vào năm 2000. Tổng thống Nga đã chỉ trích phương Tây trong nhiều năm, cáo buộc các nhà lãnh đạo ở Mỹ và Anh tìm cách gây bất ổn cho chế độ của ông. Tuy nhiên chính Prigozhin, một người bạn và là người đã đích thân phục vụ bữa tối cho Putin ở Saint Petersburg, lại là người cầm con dao. Sự phản bội đến từ một người bạn, Yevgeny. Chuyển sang tin tức khác. Tổng thống Putin đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhưng nhiều sóng gió khác sẽ tràn vào nước Nga. Thưa quý vị, có một loạt các câu hỏi có phải các nhóm trong giới quân sự và an ninh yếu tú của Nga đã bí mật hỗ trợ quân Wagner trong cuộc nổi loạn vào tuần qua? Và nếu như điều đó xảy ra, liệu những người lính chính quy có nổ súng vào đồng đội Wagner của họ không? Hầu hết quân đội đã đến chiến trường ở Ukraine, trong khi đó lực lượng vệ binh quốc gia Nga, hay còn gọi là Rosbradia, không phải là đối thủ của các chiến binh giàu kinh nghiệm của Prigozhin. Cơ quan phản gián FSB của Putin cũng vậy. Các sự kiện đã diễn ra với tốc độ chóng mặt Lúc 10 giờ sáng, Putin phát biểu trước toàn quốc với gương mặt biến sắc. Ông tức giận buộc tội Wagner gây nguy hiểm cho hiến pháp và phạm tội phản quốc. Tổng thống Nga hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc và dùng các biện pháp pháp lý chống lại những kẻ tạo phản gây bình biến. Tại Moscow, cảnh sát dựng rào chắn và chướng ngại vật trong khi xe bọc thép được điều đến để bảo vệ các cơ quan cấp bộ và các tòa nhà quan trọng. Một loạt máy bay cất cánh, tình báo Ukraine tuyên bố Putin đã chạy trốn về phía Bắc đến nơi ẩn náu của ông ngân hồ và đài. Đến giữa trưa, quân nổi loạn vẫn đang di chuyển. Đoạn video ghi lại cảnh hàng chục phương tiện, trong đó có hệ thống phòng không, đang di chuyển trên xa lộ M4. Tuyến đường cao tốc phía nam dài 1.100 km nối liền Rostov và Moscow. Wagner đã đến thăm một căn cứ quân sự ở Polonet. Giữa chặng đường này, một chiếc trực tăng tấn công được phát hiện gây huyên áo bên trên thành phố. Nó làm nổ tung một trạm nhiên liệu. Bốn quả bom từ trên không rơi xuống gần một cây cầu nhằm ngăn chặn đoàn xe. Lúc đầu, một số nhà quan sát tự hỏi, liệu Prigozhin có bí mật phối hợp cuộc nổi dậy của mình với Điện Kremlin hay không? Phiên bản âm mưu này hóa ra là sai. Âm mưu đảo chính chấp nhoáng của Prigozhin hay cuộc tuần hành vì công lý, như cách ông nói một cách nhẹ nhàng, là có thật. Những người lính của ông đã bắn rơi một chiếc trực thăng tấn công Ka-52, khiến phi hành đoàn thiệt mạng. Họ đã phá hủy một chiếc máy bay 28 ít nhất 15 quân nhân Nga thiệt mạng, hầu hết là phi công chiến đấu. Trong khi đó ở Ukraine, bầu không khí hân hoan nếu thành công, cuộc đổi loạn có thể đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc chiến tranh đẫm máu. Nhiều người ở Ukraine hy vọng như vậy, nhưng bầu không khí dịu đi ngay sau khi những đơn vị cảnh sát đầu tiên đến Rostov. Sau đó vào khoảng 8 giờ tối, có một bức ngoặt đáng chú ý khác. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố cuộc đổi dậy đã kết thúc sau cuộc đàm phán do ông làm trung gian một sự thật mà Prigozhin đã xác nhận ngay sau đó trong một bản ghi âm. Tương lai nào cho Prigozhin và Wagner sau cuộc binh biến? Thưa quý vị, dù đã kết thúc cuộc đổi dậy, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner vẫn sẽ tiếp tục là cái gai đối với Điện Kremlin trước khi ông lặng lẽ lui về Belarus. Điều gì tiếp theo cho Yevgeny Prigozhin? Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thông báo vào hôm thứ Bảy tuần trước rằng người đứng đầu Wagner đã đồng ý rời Nga đến Belarus như một phần của thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang của Prigozhin. Trong khi các cáo buộc chống lại Prigozhin về tội tổ chức cuộc nổi dậy sẽ được bãi bỏ. Ông Pekos khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bảo đảm an toàn cá nhân cho Prigozhin. Không rõ hiện tại vị lãnh chúa linh đánh thuê đang ở nơi nào. Trong một tin nhắn âm thanh được ghi lại ngay trước khi rời thành phố. Prigozhin không hề đề cập đến việc lưu vong đến Belarus, thay vào đó cho biết ông đã ra lệnh cho quân của mình quay trở lại các trại dã chiến của họ ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine, nơi họ đã sát cánh chiến đấu bên cạnh những người lính chính quy của Nga. Prigozhin kể từ đó im lặng một cách bất thường so với thói quen thường xuyên sử dụng mạng xã hội của ông. Nhiều câu hỏi liên quan đến tương lai của Prigozhin vẫn chưa được trả lời. Đặc biệt là mức độ tự do và an ninh trực tiếp của ông. Điều này có thể phụ thuộc vào những gì Prigozhin làm ở Belarus. Uy quyền và hình ảnh bản thân của Putin đã bị tổn hại lâu dài do cuộc nổi dậy, và sự hiện diện liên tục trước công chúng của Prigozhin có thể làm giảm uy tín của Điện Kremlin hơn nữa. Nhưng Prigozhin được biết đến là một nhân vật tàn nhẫn và đầy tham vọng, và một số nhà quan sát đã đặt câu hỏi liệu ông có chấp nhận nghỉ hưu sớm ở Belarus hay không. Những người lính Wagner bây giờ ở đâu? Khi Prigozhin tuyên bố nổi dậy vào tối thứ Sáu tuần trước, ông tuyên bố mình chỉ huy một lực lượng gồm 25.000 quân sau khi ông nắm quyền kiểm soát thành phố rostov on don Một nhóm 5.000 người được cho là đã được gửi xa hơn về phía Bắc tới Moscow trước khi nhận được lệnh dừng các bước tiến quân ở vùng Lipetsk, cách thủ đô Nga khoảng 400 km về phía Nam. Sau đó, người đứng đầu vùng Lipetsk cho biết vào sáng Chủ nhật, tất cả lực lượng Wagner đã rời khỏi khu vực của ông ta. Các chiến binh đánh thuê cũng được quay phim rời khỏi Rostov on Don vào cuối ngày thứ bảy cùng với Prigozhin. Hiện chưa rõ liệu tất cả đoàn quân này có đang hướng đến căn cứ của họ ở miền đông Ukraine hay không, như Prigozhin đã tuyên bố. Trong khi cuộc hành quân của Wagner kéo dài chưa đầy 24 giờ, nhóm dường như đã gây ra một số thiệt hại cho quân đội Nga. Riba một kênh Telegram của Nga có nhiều mối quan hệ cho hay. Chiến binh Wagner đã bắn rơi 7 chiếc trực thăng, dẫn đến cái chết của 20 quân nhân Nga. Đây có phải là kết thúc của Wagner? Prekosin đã xây dựng một nhóm Wagner thành một lực lượng hùng mạnh qua nhiều năm can thiệp khắp châu Phi, Trung Đông và gần đây hơn Ukraine. Nhưng vào thứ Bảy, Điện Kremlin đã ám chỉ về việc giải thể nhóm Wagner. Với việc người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Pekos thông báo những chiến binh không tham gia cuộc hành quân tiến về Moscow sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Trước đó, ông Putin đã tuyên bố tất cả các đơn vị tình nguyện nên ký hợp đồng trước ngày 1 tháng 7, đưa họ vào dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ông Pekos cho biết, chiến binh Wagner tham gia cuộc đổi dậy sẽ không bị truy tố vì căn cứ và những chiến tích trong quá khứ của họ ở mặt trận. Khi cuộc đổi dậy của Prigozhin diễn ra, trang kinh doanh của ông trên mạng xã hội VK của Nga ban đầu là mạng xã hội có tên gọi là Tech đã bị chính quyền Nga đóng cửa. Một số trung tâm tuyển dụng Wagner trên toàn quốc cũng đã bị đóng cửa. Bất chấp cuộc binh biến thất bại và những tuyên bố của Pekos, chiến binh Wagner dường như đang trong tâm trạng ăn mừng vào thứ Bảy. Họ đã bấm còi khi rời khỏi thành phố rostov on don Một số kênh Telegram liên kết với Wagner cũng lạc quan tương tự, cho thấy cuộc nổi dậy đã đạt được mục tiêu. Prigozhin được cho là cực kỳ được ngưỡng mộ trong quân đội Wagner của ông và nhiều chiến binh được cho là trung thành với Prigozhin. Một cựu chỉ huy của Wagner nói với trang tin Garden rằng không chắc nhiều binh sĩ sẽ gia nhập quân đội chính quy của Nga. Người này nói với điều kiện giấu tên. Quân Wagner sẽ không chiến đấu cho quân đội hoặc là Wagner hoặc là không là gì cả. Điều này sẽ có ý nghĩa là gì đối với Châu Phi? Tương lai của Prigozhin cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Châu Phi. Ở lúc địa này, Wagner đã liên tục mở rộng ảnh hưởng chính trị quân sự và kinh tế của mình. Wagner có khoảng 5.000 quân đồn trú trên khắp châu Phi và các công ty liên kết với Prigozhin đã ký hợp đồng hỗ trợ quân sự và an ninh với chính phủ Cộng hòa Trung Phi và chính phủ Cộng hòa Mali. Điện Kremlin cũng được cho là đã sử dụng nhóm Wagner ở cả hai quốc gia này để kéo họ vào quỹ đạo của Nga. Trước sự thất vọng của Pháp, trước đây Trung Phi và Mali đều nằm dưới sự cai trị của Pháp. Sự ra đi có thể xảy ra của Wagner tạo ra những bất ổn mới cho các chính phủ ở châu Phi vốn dựa vào nhóm lính đánh thuê để bảo đảm an ninh và có thể làm phức tạp thêm ảnh hưởng địa chính trị của Moscow trên khắp lục địa này. Chuyển sang thông tin khác. Kính thưa quý vị, đà tăng của giá dầu đã bốc hơi vào ngày hôm nay 26 tháng 6 sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Wagner và bất ổn ở Nga, đem lại câu hỏi cho các nhà đầu tư liệu rằng tình trạng hỗn loạn ở Moscow có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu hay không. Dầu thô WTI của Mỹ tăng nhanh 1,3% trong giờ giao dịch châu Á, nhưng sau đó biên độ dao động đi xuống sau phiên tăng. Dầu thô Brent, điểm chuẩn quốc tế, nhích lên 0,1%, cắt giảm đã tăng trước đó. Cả dầu Brent và WTI đều giảm gần 4% cả tuần qua. Với biên cố Wagner, mọi con mắt đổ dồn vào Nga. Các dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu có thể suy yếu trong năm nay do các nền kinh tế chậm lại và đã đẩy giá dầu thô của Mỹ giảm gần 14% trong năm nay xuống chỉ còn dưới 70 USD một thùng. Vào năm 2022, giá dầu thô vượt mốc 120 USD một thùng. Nhưng bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho khả năng của Nga trong việc tiếp tục cung cấp năng lượng cho thị trường năng lượng toàn cầu sẽ được các nhà hoạch định chính sách ở phương Tây và các khách hàng lớn nhất của nước này ở châu Á theo dõi một cách lo ngại kính thưa quý vị, mục tiêu điểm quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị thấy hài lòng với các bản tin của chúng tôi, mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo mới nhất. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.